Áp Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện Nam tải ngay về danh Xin chào tất cả các con học sinh thân mến Chào mừng các con đã đến với khóa học bài giảng toán lớp 4 Bộ sách mang tên Kết nối tri thức Chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về số tự nhiên Ở những bài từ đầu năm học rồi Đến bài học ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi ôn tập lại số tự nhiên để ôn tập lại các kiến thức này thì chúng mình sẽ cùng nhau bước vào bài số 67, ôn tập số tự nhiên. Chúng mình sẽ cùng nhau đi ôn tập lại cách đọc, viết được các số tự nhiên, nhận biết được cấu tạo thập phân của số, nhận biết được tính chất của dãy số tự nhiên, đó là hai số liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị, hai số chẵn liên tiếp hoặc hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau hai đơn vị, nhận biết được số chẵn, số lẻ. Nhận biết được giá trị theo vị trí của chữ số trong một số, viết được một số thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại. Viết các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn trong nhóm có không quá 4 chữ số. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần luyện tập nhằm ôn lại các kiến thức này nhé. Đầu tiên là bài số 1, viết số và đọc số. Cô có một cái bảng bao gồm có 3 hàng và 3 cột. Cột đầu tiên cho con biết số gồm. Cột thứ hai cho con biết cách viết số. Cột số 3 yêu cầu con tập số. Như vậy số gồm 200 nghìn, 40 nghìn, 600, 30 và 8 đơn vị. Ta sẽ viết được là số nào nhỉ? À, ta sẽ viết được là số 240.638. Số này ta sẽ đọc là 240.638. Số 5.800.000, 30.000 và 900, ta sẽ viết được là số 5.830.900. Và ta đọc số này là 5.830.900. Tiếp theo, các con sẽ làm cho cô bài tập số 2. Với ý a, à, yêu cầu con viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu.

Với số 653.940, ta thấy số này bao gồm có 600.000, 50.000, 3.000, 900 và 40. Vậy ta viết được thành tổng là 600.000 cộng 50.000 cộng 3.000 cộng 900 và cộng với 40. Tương tự như vậy với số 7.308.054, ta thấy rằng số này bao gồm có 7 triệu, 300.000, 8.000 5 chục và 4 đơn vị. Như vậy ta viết được thành tổng là 7 triệu cộng 300.000 cộng 8.000 cộng 50 và cộng với 4. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 3. Trong dãy số tự nhiên, các con cho cô biết hai số liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị? À, ta thấy rằng trong dạy số tự nhiên thì hai số liên tiếp sẽ hơn kém nhau 1 đơn vị. Vậy hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị? À ta thấy rằng cứ một số chẵn rồi đến số lẻ rồi đến số chẵn vậy hai số chẵn liên tiếp sẽ hơn kém nhau là hai đơn vị hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị ta thấy rằng cứ một số lẻ rồi đến số chẵn rồi đến số lẻ vậy hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau là hai đơn vị bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài số 4. Đề bài người ta yêu cầu con thiền số Số 5609 Thì có giá trị của chữ số 6 là 600 Và giá trị của chữ số 9 là 9 Bây giờ các con sẽ thực hiện cho cô 3 số còn lại Với số 46 Có giá trị của chữ số 6 là 6.000 Giá trị của chữ số 9 là 90 Số 900.000 903.460 sẽ có giá trị của chữ số 6 là 60 và giá trị của chữ số 9 là 900.000. Số 6.791.400 có giá trị của chữ số 6 là 6 triệu, giá trị của chữ số 9 là 90.000. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 4. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau hoàn thành bài số 5. Đề bài người ta yêu cầu con điền đúng, sai, thích hợp và chỗ trống. Vậy các con cho cô biết số tự nhiên bé nhất là không đúng hay sai? Ta dễ dàng thấy rằng số tự nhiên bé nhất là không rất chính xác đúng không nhỉ? Như vậy ta điền chữ đ vào chỗ trống. Vậy số liền sau của số 1 triệu là số 1 triệu 001 đúng hay sai nhỉ? À ta thấy rằng muốn tìm số liền sau ta sẽ lấy số đó cộng với 1. Vậy số liền sau của số 1 triệu chính là số 1 triệu 001. Vậy ta sẽ điền chữ đờ vào chỗ trống. Vậy muốn tìm số liền trước ta làm như thế nào? À, muốn tìm số liền trước, ta chỉ cần lấy số đó trừ đi 1 là ta ra được kết quả. Với ý C, số tự nhiên lớn nhất là 9.999.999. Vậy có đúng hay sai nhỉ? Uhm, ta thấy rằng không có số tự nhiên nào là lớn nhất, bởi vì chúng ta có thể viết một dãy các số từ ngày này qua tháng nọ, hết không biết là bao nhiêu tờ giấy nhưng mà chúng ta vẫn chưa tìm được số lớn nhất. Vậy không có số tự nhiên lớn nhất. Từ đó chúng mình dễ dàng thấy rằng đáp án C, ý C là sai. Từ đó ta sẽ điền chữ SC vào chỗ trống. Với ý D, trong dãy số tự nhiên không có số lớn nhất. Có đúng hay sai nhỉ? Rất chính xác, chúng mình vừa đi trả lời là không có số tự nhiên lớn nhất. Vậy Ý D là đúng, từ đó ta sẽ điền chữ D vào chỗ trống. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 5, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước sang bài số 6. Cho biết số dân của Việt Nam ở thời điểm 0 giờ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2019 là 96 triệu 208.984 người, theo Tổng cục Thống kê. Vậy làm tròn số đến hàng nghìn, số dân của Việt Nam có khoảng bao nhiêu người? ta thấy rằng số 8984 sẽ có hai đầu mốc là 8000 và 9000. Như vậy ta thấy số 8984 gần với 9000 hơn. Từ đó, làm cho đến hàng nghìn, số dân của Việt Nam sẽ có khoảng 96 triệu 209 000 người. Với ý B, làm cho đến hàng chục nghìn, vậy số dân của Việt Nam có khoảng bao nhiêu người? Ta thấy rằng 8.984 sẽ có hai đầu mốc là là 8.000 và là 0 là 8.000 và 10.000. Như vậy ở đây ta thấy rằng khi mà làm tròn đến hàng chục nghìn thì số dân của Việt Nam sẽ có khoảng 96 000 người đúng không nhỉ? Và ý C, làm tròn đến hàng trăm nghìn, số dân của Việt Nam có khoảng bao nhiêu người? Ấy? Vậy ta quan sát chữ số hàng chục nghìn của số 96.208.984, ta thấy rằng số 208.984 sẽ có hai đầu mốc là 200.000 và 300.000. Như vậy 208.984 gần với 200.000 hơn. Vậy làm cho đến hàng trăm nghìn, số dân của Việt Nam sẽ có khoảng 96 triệu 200 000 người. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với bài số 7, đề bài người ta yêu cầu con điền số. Từ 4 thẻ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được số chặn bé nhất có 4 chữ số là? À, ta thấy rằng từ 4 thẻ này ta có thể lập được rất là nhiều số như vậy, người ta yêu cầu con điển số chẵn bé nhất có 4 chữ số. Từ đó thì ta thấy rằng số chẵn thì chữ số hàng đơn vị của nó có thể là 2 có thể là 0. Vậy bé nhất Như vậy chúng mình sẽ phải chọn chữ số hàng đơn vị là 0 hoặc 2 này. Tiếp theo, chữ số hàng nghìn thì chúng mình sẽ phải chọn số 1 bởi vì không thể nào mà chọn số 0 được. Vậy chữ số hàng nghìn là số 1 này. Tiếp theo đến chữ số hàng trăm sẽ là số 0. Chữ số hàng chục sẽ là số 3 và chữ số hàng đơn vị sẽ là số 2. Như vậy ta nói vì số phải tìm là số bé nhất có 4 chữ số lập được từ 4 chữ số đã cho nên số phải có chữ số hàng nghìn là 1, chữ số hàng trăm là 0. Vì số cần tìm là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị là số 2. Do đó chữ số hàng chục là số 3. Vậy số phải tìm là 1032. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau đi ôn tập về số tự nhiên. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.